Từ xưa, ông cha ta hay có thói quen uống trà và ngắm hoa quỳnh nở vào những đêm trăng sáng. Để biết hoa quỳnh là loài hoa như thế nào, tại sao lại chỉ nở vào ban đêm, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Theo một số tài liệu, hoa quỳnh có nguồn gốc từ Trung Mỹ. Ngày nay, loài này phân bố rộng khắp các nơi trên thế giới, thậm chí cây có thể mọc ở độ cao tới hơn 2.000 mét. Ở nước ta, cây được trồng ở nhiều nơi để làm cảnh hay làm dược liệu. Cây quỳnh ưa khí hậu ấm áp, độ ẩm cao, thường hay mọc vào các thân cây khác trong các khu rừng nhiệt đới. Tuy nhiên, đây không phải là loài sống ký sinh, mà chỉ dựa vào các chất mùn bám trên vỏ cây. Cây quỳnh thuộc dạng thân bụi, rộng và dẹp, cao từ 2 đến 3 mét, hầu như không có lá, chỉ có hoa, một số loại có quả nhỏ ăn được. Phương pháp nhân giống chủ yếu là dâm cành. Chọn những cành quỳnh không quá già hay quá non, độ dài khoảng 30 cm. Hiện nay ở Việt Nam có hai dạng hoa quỳnh phổ biến là dạ quỳnh chỉ nở vào ban đêm và nhật quỳnh nở vào ban ngày. Hoa thường nở vào tháng 6, tháng 7 hàng năm. Hoa quỳnh tùy theo loại mà có kích thước khác nhau. Trung bình đường kính khoảng 8 đến 16 cm. Màu sắc đa dạng, đặc trưng là trắng, đỏ, tím, vàng. Cánh hoa mỏng, đan xen xếp vào nhau, ôm lấy nhị vàng tạo thành dạng hình chuông. Theo thời gian sinh trưởng, phần cánh hoa sẽ hé nở cho đến khi đạt được kích thước lớn nhất. Hương thơm nhẹ nhàng, tinh khiết đặc trưng, lan tỏa không gian. Hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm để tránh ánh nắng mặt trời gay gắt. Thời gian tồn tại ngắn ngủi để tránh sự thoát hơi nước. Sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời xuất hiện, cũng là lúc cánh hoa khép lại và héo rũ xuống. Hoa quỳnh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, như giảm ho, làm loãng và tan đàm, tiêu viêm, thông khí ở phổi. Thân cây có tác dụng giảm đau, giảm viêm, giảm sưng phù. Trồng hoa quỳnh gần như đã trở thành một thú vui tao nhã của một số người dân. Vẻ đẹp e ấp, dịu dàng và thanh khiết và chút huyền bí cộng thêm hương thơm tao nhã, quyến rũ. Hơn nữa, hoa chỉ nở về ban đêm rồi tàn. Nó tượng trưng cho sự thủy chung trong tình yêu của người phụ nữ. Ngoài ra, vẻ đẹp của hoa cũng có hàm ý nói về vẻ đẹp thuần khiết của người thiếu nữ. Hoa còn được ví như cuộc tình mong manh dễ vỡ, chỉ đẹp nhưng không bền lâu. Trong đêm trăng sáng, có người tri kỷ cùng tâm giao, uống trà, ngắm hoa, tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt đẹp thì thật không gì sánh được. Trên đây là những thông tin về hoa quỳnh gửi đến mọi người. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.